phòng với em ạ. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường xinh đẹp ạ. Xinh đẹp. Em là anh trai của bé Lan. Sau thời gian theo dõi vừa rồi. Ê, bé này xinh đó nha, nó bán tóc lên nó xinh á. Rất là nó để mái không xinh. Em kiểu mặt nó rất xinh luôn á. Em trai bên này. Em trai bên này. Cảm ơn anh. Thì anh cũng thấy em là một người chính chắn, có công việc ổn định. Các cô có thể nói là duyên phận tình ta, duyên là do trời định, còn tình là do ta chọn. Ừ. Em nên suy nghĩ và chọn nhiều hơn. Duyên do trời định, tình là do ta chọn, đi vào. Em đi rồi, tôi buồn ngủ quá cơ. Có đi không? Đi tập nó không có tâm lắm đâu, em đừng tin nó. Anh là anh hồ của Nguyễn Tất Thắng. Nói bên em gái thì nhìn thấy cũng dễ thương, xinh gái. Định. Cảm ơn anh ạ. Dễ hòa đồng, hai cái nói chuyện cũng hợp. Đúng không? Đúng không? Em phải tin chị. Con Nguyễn đi tập ra lời lắm. Đúng rồi. Và để tiến gần xa hơn. Không mở mất luôn. Rồi, cảm ơn anh. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ. Kéo màn. Anh này cũng dễ thương nữa. Bạn mặt bạn trai này cũng xinh nữa. Rồi mới đọc vô thấy anh câu thấy ghét không chị Phương cao bao nhiêu vậy chị? Tôi đang buồn ngủ. Dạ chị cao 1m55. Em mong là chúng ta có thể xích lại gần nhau như hai trái tim này. Rồi anh cảm ơn em. Ôi chúng ta có thể xích lại gần nhau như hai trái tim này nữa thì cưng chưa? Lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là xinh. Đang thu VOH nè, lộn V. Cái này là FM hả? 99,9 MHz hả? Ủa cái này là VOB là gì? Không phải đúng không? Dạ, em thấy anh là cũng... Sơn Ngọc Minh em đang làm gì vậy? Nhìn là nhìn cũng rất quý mến. Không biết là anh có thích coi những phim kinh dị hay kinh ma không ạ? Trời đất ơi! Anh cũng ít xem phim kinh dị và phim ma. Em thì rất là hay bị hồi hộp, hay bị sợ, cũng bị giật mình á. Nhưng mà em rất là khoái xem những phim đó. Em muốn hỏi anh là vì cái việc ghen á, nhưng mà... Em thì em biết rõ con Sơn Ngọc Minh đẹp trai quá hả? Em là rất là thoải mái với mọi người kể là bạn nam lẫn bạn nữ. Khi mà quen biết cũng bình thường thôi, nhưng mà khi họ chia sẻ tâm sự với em á thì em sẵn sàng nhắn tin nói chuyện với họ thường xuyên. Không biết cái việc đó có ảnh hưởng gì, anh thấy như thế nào? Nói chung mình thì mình yêu chuyện thì đó. Mình dành thời gian cho người yêu rồi, nhưng mà mình cũng phải có một cái khoảng đúng đó bạn bè thì anh thấy điều đó là bình thường. Em bảo là chị Lan sẽ nhắn tin đó chị, mình phải thêm hơi nhiều chị. Quan điểm về tình yêu của anh. Các bạn ở xa cũng khá xa đó, hẹn hò thế nào? Khoảng cách từ Bình Dương lên Sài Gòn là đối với anh là gần. Mỗi ngày rảnh gần hết là mỗi ngày tối trong tuần, cho nên em có thể sắp xếp thời gian tùy vào cái thời gian bạn nữ tóc trẻ trẻ. Còn em thì có thể cảm ơn bé lên mũi thon nghe đã dữ vậy. À tôi cũng nhớ bà. Anh là anh với em gặp đây là có một cái duyên. Anh thì không phải là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh luôn luôn cố gắng thói là mốt thay đổi bụng bự, thói là mốt thì bụng bự như vậy đó, để trở thành một người chồng và một người bố tốt trong tương lai. Thì cái ai bớt mẹ là giống luôn gì ở chàng trai đối diện. Em thấy anh ấy rất là hiền, chân thành. Chân thành. Có thể dự dẫm được. Bạn trai có hát bài hát nào để tặng bạn gái không? Sớm lại xuống có bài hát nữa. Có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu như mùa xuân đến. Ủa đây có ai có hai số giải mã tình yêu của tôi chưa? Tôi sàn lắm rồi, tôi tiết chế lại từ sau. Bình tĩnh lại nha Phương, bị dữ quá. Có chút chút đúng không? Dạ. Bây giờ nó còn cái này rung động hơn nữa nè. Em mở cái hộp quà đi. Đứng lên, mạnh dạn lên còn chờ gì nữa. Anh xin phép đeo cho em được không ạ? Có lẽ em phải hát chiếc vòng cầu hôn đấy. Chiếc vòng. Những giây phút này họ sẽ cảm nhận về nhau rất là thật đấy. Được không? Yeah, cố gắng. Ôi hai người này dễ thương quá. Trời ơi, mặt rất là cưng luôn á. Mà nhìn cái mặt cũng tự tự với nhau á. Nắm tay không? Nắm hai tay luôn. Cảm nhận. Nắm vào nhau. Nhìn thẳng nhau. Nhìn thẳng. Chăn chối. Hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ là một bờ vai vững chãi của em. Nói là chắc thật sự. Nổi da gà đó. Đi ngủ ngọc lắm. Và bây giờ đến nói rồi. Quan trọng của cuộc đời mình nha các bạn. Rồi xong.
Dạ sao? Xong chị ơi. Rồi chơi bạn ơi. Bạn muốn hẹn phiên bản radio được phát sóng từ 9 giờ đến 10 giờ thứ hai thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa, khung giờ của mình là 9 giờ sáng hay 9 giờ tối vậy? 9 giờ sáng hả? Bây giờ là 9 giờ sáng, khung giờ của những chương trình về tình yêu. Hãy cùng Mai Phương. Ủa, là 9 giờ sáng hay 9 giờ tối vậy? 9 giờ sáng. 9 giờ sáng mình sẽ đọc hai option ha. Cái này là mình sẽ giới thiệu trước, sau đó mình sẽ đọc thêm cái này để mình làm vô. Dạng hai bạn luôn là FM 99.9 chấm nha, đừng chấm phải. Ừ, không được. 99.9 MHz. Mệt lắm, nặng lắm mà phải đọc vậy đó. Thôi. 99.9. Không được đọc. Không được đọc phải, bên đó quy định không được đọc phải. Dạ, 99.9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ok. Ủa, cái này mình có tắt tiếng được không? Em đọc phải là chị bắt em đọc lại 1000 lần đó, vậy em muốn không? Nó muốn mà, giữ nó lại sau cùng đi. Giữ nó lại sau cùng, thằng Minh nó rất rảnh. Hôm nay nó rảnh nguyên ngày. Đó. Hôm nay em rảnh nguyên ngày phải không Minh? Cưng quá ha. Quá chị cưng em quá hả? Hôm qua cũng vậy luôn, quá buồn. Chị đang ở phòng thu. Đây, em hãy coi tình hình hai đứa Thu ngồi tướng rất đẹp. Ngồi y như đi bán hàng, bán cá ở đâu á. Tôm cá gì không trời. Cá nè, em mua cá không? Cá trê, cá lóc. Cá mà xa nè. Ủa, cái này mình đâu có tắt tiếng rồi đó đúng không? Được. Tắt sao? Tiếng làm gì chị, tắt tiếng làm gì? Thì để cho nó khỏi nghe em nói gì á. Gì vậy? Chị tắt nhỏ tiếng là thôi. Cái volume á. Làm còn nghe hết đó. Dạ. Yeah. Xin quả. Hello. Alo. Alo alo, nghe không? Âm thanh ơi. Âm thanh à, chị làm mất chìa khóa nhà luôn rồi. Sáng giờ đi tìm chìa khóa nhà vòng vòng thấy đâu luôn á. Có hậu đầu luôn. Chị trai của bé Lan sau thời gian theo dõi vừa sao? Thử nha. Tiếng làm gì chị, ta tiếng làm gì? Thì để cho nó khỏi nghe em nói gì. Alo. 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 Nghe không? Vẫn nghe. Em đã sửa dạy chị rồi. Gạt cái nút kia chưa? Chị gạt cái nút kia. Rồi, bấm thanh nhỏ nhất rồi. Alo. Hai cái âm lượng luôn. Em đang mở lại đó, thì nó thu âm vô đây nè. Định tắt âm để. Ok, rồi. Rồi. Okay. Định tắt âm nhưng mà bây giờ phải mừng thôi, không có được mở livestream rồi. Bye bye đi. Kim Đại đi ở ngoài sao nhỉ? Chưa đâu, khi nào mình lên sóng mình sẽ có live stream. Mình sẽ có 10 phút live stream. Bye bye. 10 phút live stream à?